Chạy chó Khánh Hưng xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh ạ. Hôm nay bên em lại có làm video là chuyển nhượng hai bạn cún này vào cho hai anh khách ở trong khu vực Kiên Giang miền Tây. Hai bạn này, cái bơi này hôm trước chạy lên video có ba bạn đấy ạ. Thì hôm nay thì rất may mắn là có hai anh đều ở trong cùng một khu vực và cách nhau hơn chục km, đều trong khu vực bến xe miền Tây này ạ. Bến xe Rạch Giá nhá anh chị em nhá. Thì hôm nay chạy gửi cún thì chạy sẽ quay video cho hai anh xem. Đây, hai bạn đi đây, rất xịn nông lá. Cái bạn to kia bạn đực này, bạn bạn nhăn nhạt này là bạn đực nhá. Còn bạn đen này là bạn cái nhá. Đấy. Thì chạy sẽ quay. Bạn đực kia bạn ấy uống hơi nắm nước, ăn cùng một bữa đấy. Kiểu như nói chung là cũng ăn tốt hơn. Đối với gửi xa như này, gửi vào khu vực Kiên Giang thì là các bạn ấy sẽ mất tầm khoảng độ, tính ngày thì là sẽ là 2 ngày nhá. Còn tính tiếng thì sẽ rơi vào tầm khoảng độ 4 40 tiếng, hơn 40 tiếng tính, gần 2 ngày. Và đây là hai chiếc lồng gửi cho người hai bạn cú, chạy đã chuẩn bị xong đây lồng đây. Và hai con này nó cùng một khu nên cho nên là chạy phải viết rõ thuốc tẩy giun, thuốc dự phòng và một túi cám nhỏ gửi tặng cho hai anh chủ, có nghĩa là quà, gửi nó quà dành cho các bạn cún về nhà mới đấy. Bây giờ là trại sẽ cho các bạn ý vào lờ. Hôm nay bên em sẽ gửi chuyến chiều, đi chuyến chiều lúc 3 giờ, 3 giờ chiều nay nhà đi nhá. Đây là bạn cún đực đấy. Anh chị em xem. Bên này thì chạy vào 2 mũi vaccine cho bạn được này đi. Tí nữa chạy ấy xong nó chạy sẽ dán ở trên trên lồng là bạn nào là đực, bạn nào là cái, để cho hai anh chủ nhận 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 cún cho nó dễ nhá, không có lại nhầm người mua cái lại sang đực mà người mua đực lại sang cái. Đấy. Đối với gửi như các bạn này nhỏ nhỏ non non như thế này thì chả có dặn bên tàu là sẽ cho ăn một bữa cám thôi, dặn bên tàu là có thể là đến sáng mai. Đây là túi cám là dành nhiều khi thực ra này gửi thì cũng được nhưng mà sợ bên tàu người ta cho ăn nó không được cẩn thận đấy, may ăn nhiều quá rồi con chó nó lại đi ngoài thì nhà nó không hay. Đã. Ở bên này thì chạy cho ăn từ sáng nhá. Đây là bạn cún cái nhá. Nông ở đây là bạn ấy nghịch nước ướt nhá. Còn chân nông thì rất bóng đẹp. Đã. Cái nhá, về nhà mới hay ăn trong lớn nhá. Rồi. Cái anh mua cho cái này, cả hai anh này đều rất nhanh. Hỏi là mua, không hỏi tham khảo. Anh cho cái này thì anh ấy nhắn tin một lúc thì nó rảnh cái gọi video. Ok thì này đúng kiểu đúng cái màu truyền thống của anh thích ấy. Ok cái chốt cọc luôn. Nhiều người cứ xin số tài khoản, bao giờ chuyển cũng chả vào, có chuyển luôn thì mới xin, xin xong bỏ một chỗ. Đến lúc 1 2 ngày sau mới này gọi điện thì đến lúc ý thì thưa với anh chị là em bán rồi. Đấy. Và có người thì nhờ nuôi dặn từ giữa tuần, hẹn đầu tuần sau thì chuyển. Thế là để cuối cùng mình thì chờ. Thế là sẽ đến ngày thì lại chả bắt. Thế thôi lại bán cho người khác. Có người thì thôi em thì em bán luôn. Thực ra nhiều khi người ta mua một mà người ta mua hai, hai thì mình mới chờ. Đó. Anh chị em nào mà quan tâm đến dòng chó này mà có tin tưởng bên em thì vui lòng xác định bắt thì cọc sớm giúp bên em.
nhé. Thực ra thì nhiều khi chó nó có ít mà anh chị cứ bảo em đợi đợi rồi mấy ngày chả biết anh chị có bắt hay không. Đấy. Hôm tới này cái anh trai ở trên Phú Thọ này, anh sẽ xuống anh bắt một đôi, anh muốn xem tận trực tiếp đấy, chính anh là anh cứ đợi đợi cái anh kia đấy. Anh kia bỏ cọc khăn, người ta bỏ không chốt cái người ta chốt luôn, cọc cũng chưa cọc đâu. Còn đối với trại gửi xa như thế này, trại sẽ bảo hành cho anh chị em nhận hàng, nhận chó khỏe mạnh đúng chó nhá, bảo hành cho anh chị em là không một tật nổi, bảo hành thêm cho anh chị bệnh care, bệnh ba vô nhá, là một trong những bệnh nguy hiểm của loài chó nhất, trại sẽ bảo hành cho 1 tuần. Còn những cái bệnh khác thì là không liên quan, anh chị nhận chó thả chó ra chạy nhảy ok, ăn uống khỏe mạnh ok là xong đấy. Còn bệnh chứ trại không bảo hành, nghĩa là anh chị nhận chó khỏe mạnh ok rồi đến lúc rồi một vài bữa sau lại 10 cân cả lồng, tương đương bạn này sẽ rơi vào tầm khoảng độ 7 kg, lồng này 2 lồng này cho vào 3 cân. Nhiều khi bây giờ anh chị làm con chó nó què hoặc là con chó nó bị về, anh chị có thể là giả sử như rắn cắn hoặc là xe tông, anh chị bảo em ơi chó nó hỏng rồi thì bên em bắt lên bảo hành là không có. Bạn này 11 kg nhé, tương đương bạn này sẽ rơi vào tầm khoảng độ 8 kg. Đấy. Cho nên là bảo hành đúng bệnh để cho tránh cái trường hợp là mất lòng nhau. Có gì thì em cũng nói thẳng luôn như thế nhá. Đấy. Trại thì làm ăn đến bây giờ thì cũng được 9 năm rồi, chứ không phải là mới làm. Không lừa ai, không lừa gì cả. Thật với anh chị, ăn ở nó có nhân quả hết. Bây giờ giả sử như không may anh chị em mà đi lừa anh chị em nhiều đúng không? Cầm vài đồng của anh chị em gửi con, có thể là mình lừa, thỉnh thoảng mình mới lừa. Nhưng mình lừa được người ta thì hôm sau mình trong quá trình mình chăn nuôi hoặc là trong quá trình mình vận chuyển con chó mà không may có trường hợp gì đúng không? Thứ nhất là người ta mua con chó sống, không ai người ta mua con chó chết. Đúng không? Không may nó có hỏng ở trên đường bay thì là bên em là người mất tất. Anh chị em cọc thì đương nhiên anh chị em đã nhận chó khỏe thì anh chị em mới nhận. Đúng không? Đấy. Đấy là một cái chiêu trò, nghĩa là kiểu như là ăn ở có nhân quả. Đấy. Cho nên là anh chị cứ yên tâm nhé. Cứ sống đúng đi, sống chuẩn đi. Trại thì hiện tại cũng đang, đợt này cũng đang có con giống để xuất cho anh chị. Anh chị nào mà ở gần thì qua trực tiếp trại xem. Ưng bạn nào thì đón bạn ấy về. Còn anh chị em mà ở xa không qua được thì có thể là kết bạn Zalo. Gọi trực tiếp xem cún. Ưng thì anh chị em chốt. Chốt ở đây là chốt cọc nha anh chị em nhá, không chốt mồm nhá. Chốt mồm thì thôi anh chị em ạ. Nhiều khi bây giờ gửi chó vào đến nơi các anh không ra nhận thì chả biết tiền cước xe ai là người trả. Đúng không? Đấy. Mà anh chị em có xin số tài khoản thì lúc nào cọc thì anh chị em bảo nhá, cọc luôn thì anh chị em đa phần anh chị em cọc luôn anh chị em xin. Còn không có thì hẹn vào ít phút sau cho xem sớm một tí, vì nói thật với anh chị là mua bán thì nhiều người là nói thẳng luôn là nhiều người là hẹn cho nó sang đấy nhá. Còn anh chị em mà cảm giác không tin tưởng thì anh chị em có thể là mua ở chỗ khác đấy nhá. Tin tưởng quý mến nhau thì mới đến với nhau để mà giao lưu nhá. Đấy. Trại thì hiện tại đang có tầm khoảng độ gần 20 con giống mới vào vaccine mũi 2, cũng sẵn sàng xuất cho anh chị em về chơi. Và hai con giống ở đây là hai con giống mang phả Mexico. Đợt này EU đỏ đen đỏ cháy bên em cũng có rồi. Đấy. Anh chị em xem kênh
Hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video hàng ngày mà bên em cho ra. Nhiều khi là có con chó mới hoặc có đàn chó mới là sẽ ra và sẽ hiện ở trên kênh nhá. Có rất nhiều người là cứ gọi điện dặn cún, thực ra thì nhiều cho nên là em cũng không nhớ được hết, cho nên là cái vấn đề là anh chị em thông cảm. Anh chị em nào mà quan tâm tin tưởng chạy thích dòng chó này thì mỗi một lần em lên video thì anh chị ưng thì anh chị kết nối với em. Thời lượng video thì cũng có hạn, em xin dừng ở đây. Thì em xin chúc hai bạn cún này là lên đường về nhà mới là bình an, hay ăn chóng lớn. Cảm ơn hai anh chủ đã tin tưởng lựa chọn con giống của trại. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo với những bạn cún khác.